Thưa quý vị, linh quan tịnh xá Hòn Một còn có tên gọi là chùa Hòn Một ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tọa lạc ở vị trí rất đẹp, lưng tựa núi Minh Đạm, mặt hướng ra biển Phước Hải và cảnh quan xung quanh đúng nghĩa là sơn thủy hữu tình. Vì vậy, chùa là điểm hành hương được người dân địa phương và đông đảo du khách khắp mọi vùng miền tìm đến. Theo Hòa Thượng trụ trì Thích Minh Luận kể lại, chùa Linh Quang Tịnh Xá Hòn Một được xây dựng vào khoảng năm 1918. Thời chiến tranh, khu vực này bị bom pháo rất dữ dội, ngôi chùa cũng bị tàn phá, chỉ còn lại nền đất. Năm 1993, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao ngôi chùa cho Hòa Thượng Từ Hà Giang xây dựng trùng tu. Cũng mang dáng dấp đặc trưng của các ngôi chùa phương Nam, chùa Hòn Một có cổng tam quan với thiết kế mái cong hoa văn rồng phụng. Phía trên cổng khắc những văn tự Hán Nôm nhắc nhở người đời sống tu tâm tích đức. Chỉ bước qua cánh cổng chùa, mọi người đã có thể cảm nhận một không gian rất thanh tịnh, mang lại sự thư thái, bình yên trong tâm hồn. Bên trong chùa bài trí các pho tượng Phật bằng đá, ước nặng vài chục tấn trở lên. Chính điện ngôi chùa tôn trí tượng Đức Bổn Sư Thích Ca ở trung tâm, xung quanh đặt tượng Hộ Pháp, Tiêu Diện và tượng Bồ Tát Di Lặc. Đến ở đây thấy cái phong cảnh rất là thấy thoải mái, thấy tâm hồn nó cũng thoải mái, nó cũng muốn đến đây thường xuyên hơn. Khi tôi đến đây thì tôi cũng cảm thấy con người mình nó cũng có một cái gì đó, nó cũng thảnh thơi hơn ở ngoài cuộc sống. Ở nơi đây thì nó cũng làm cho mình được thoải mái và cũng không nó bớt đi, nó dịu nhẹ đi bớt những cái mà bon chen ở ngoài đời. Hiện nay, Linh Quang Tịnh Xá Hòn Một tiếp tục được tôn tạo, mở rộng để đón Phật tử và du khách. Tịnh Xá còn là nơi đón các tăng ni Phật tử từ trong cả nước đến tu học. 1993, trùng tu lại, đến liên một giai đoạn tới một thời gian tới giờ. Mục đích thì để hướng dẫn các chư tăng ni, các Phật tử để quyên tập về đi tu học về tâm linh, các tín đồ Phật tử thì đến để được tâm linh của trong ngôi chùa đó, được nhiều cái an tịnh tinh thần, được an lạc nè. Huyện Đất Đỏ có nhiều địa danh nổi tiếng như quần thể công viên tượng đài liệt sĩ Võ Thị Sáu, di tích lịch sử cách mạng Minh Đạm, thiền viện Chân Không hay còn gọi là chùa Khỉ, và Linh Quang Tịnh Xá Hòn Một là một điểm du lịch tâm linh thu hút rất đông Phật tử, du khách gần xa. Khi đã đến chiêm bái một lần thì muốn đến thêm nhiều lần nữa.